dạ yeah, mình là Đạt Nguyễn xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em thân mến chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh cuộc sống Mỹ Đạt Nguyễn lời đầu tiên Nguyễn chúc tất cả các bạn và tất cả các anh chị em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống khi các bạn ở Việt Nam à các bạn sắp à, tới à, ngày đi Mỹ hoặc là các bạn đã tới Mỹ và các bạn quan tâm là mình qua bên đây mình ở sướng người mình làm cái việc gì để cho lương nó nhiều nhất có thể việc gì mà cái nghề nào mà nó nhanh nhất có thể việc gì mà đi làm là nó, 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 nó có tồng ra đồng vô à đó là bạn nghe nghề neo ngày neo thì bạn nghe là nó thượng vàng hạ cám ngày neo thì người học lớp 1 và người học lớp 15 lăm <laughs> các bạn khác biệt nhau rất nhiều ngày neo thì bạn thấy nó nhiều thứ tư tưởng khác nhau người thì miền tây người thì miền nam người thì miền trung người thì hơi phóng khoáng người thì hơi keo kiệt chút xíu người thì này người thì kia và ngày neo bạn nghe là không không có một cái khó khó tìm một cái tiệm á nó giống như một cái hãng hãng xưởng, cái cái shop nhỏ thôi các bạn. Của Mỹ nó có nề nếp rõ ràng thì ngày nay hầu như nó không có nề nếp. Bạn thấy là là chủ nhiều khi chủ cũng chẳng có nề nếp luôn các bạn. À, đa số là mình nói là phải 80% phần trăm nhiều khi chủ có nền nếp nhưng mà chủ bị cái thợ nó đè đầu à, nhiều khi thợ cũng bị chủ đè đầu ngược qua ngược lại các bạn thì à, mạnh được yếu thua bạn thấy là bây giờ người neo cũng đang thiếu thợ luôn và người neo đã qua mỹ làm tới mấy chục năm trời rồi. và những người làm neo đa số thì họ có cái à, tiền ra vô rủng rỉnh hơn mình đi làm hãng mình đi làm hãng thì bạn thấy đồng lương nó có như vậy thôi thì à, bạn thấy bạn có được tiền tiếp nè à, bạn à, cái tiền đó đó là bạn có thể là nó chờ tiền tiếp không á là mua vỏ à, à, mua quần mua áo mua đồ ăn thức uống là là dư luôn à, một tháng là bao nhiêu tiền tiếp của bạn đã lắm cho nên ai cũng chạy qua làm neo 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 người có hộp, người không có hộp, tùm lum hết Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là thợ neo nói tiếng Việt <laughs> Thợ neo nói tiếng Việt ở trong tiệm trong khi phục vụ khách Cái này mình đã tới tiệm neo nhiều bạn bè ở bạn anh chị em mình cũng Mình cũng thấy rồi Thì neo thì có người mới qua Có người qua lâu, có người nói tiếng Anh giỏi, có người nói tiếng Anh dở Nhưng một cái mình nói các bạn các bạn trong neo các bạn nói tiếng việt nè với nhau nè các bạn chửi lộn nhau nè các bạn đánh lộn nhau nè nó mất mặt quá nó mất mặt quá cho cái người làm neo các bạn bạn biết nhiều người người làm neo người ta nhiều khi người ta nói trời tôi không tôi ra đường tôi không dám nhận tôi là thợ neo luôn Thứ cứ cứ neo quá neo quá là đánh bài neo là gamble, nail á, là game neo là chữ lộn neo là không có lịch sự neo là dày 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 neo như hồ cháu heo cho nên á các bạn tự nhiên các bạn là một người thắt nước sành làm đẹp cái tự nhiên các bạn hạ cốc xuống vậy luôn đó bạn ấy, tập neo cào móng vân vân bạn bạn bị những cái À, đa số những cái câu đó đó một số ở Mỹ mà số lớn thì nó Việt Nam bữa nào á, mình mình yêu cầu á, cái những cái người làm chủ nào ở Việt Nam á, tới à, tì, tìm mấy cái người này à, tặng cho họ họ à, tặng cho họ cái gì đó nhất là mình kêu bà Lê Giang đại diện cho à, tộc neo các bằng bà Lê Giang à, diễn viên Cải lương Hải Lê Giang làm chủ neo à, đi tìm mấy cái người này dùng cái tại vì họ quá mất lịch sự Thấy không? Thì à, cuộc sống các bạn, chỗ nào có tiền không bắt hợp pháp thì mình làm thôi. Nhưng cái vấn nạn là nói tiếng Việt trong tiệm nail trong khi phục vụ khách. À, mình thấy nói chuyện như vậy á, mình thấy ngại lắm các bạn. Bạn đi ra ngoài đường vậy, đi vô cái cộng đồng. Thí dụ bạn đi vô cái cộng đồng mẻ đi, mình họ nói tiếng mẻ không? bạn nghe nó kỳ kỳ bạn vào cái cộng đồng mong tự nhiên nó đang nói tiếng uh, tiếng anh cho bạn cái tự nhiên quay qua đó cái họ không biết là họ nói cái gì các bạn họ nói xấu họ nói tốt họ nói gì không biết đó thì uh, bạn thấy là có nhiều người mới qua không? ở Việt Nam mình nói ở Việt Nam bao nhiêu chục năm mình đi uh, làm giấy tờ đi Mỹ nó cũng mười mấy năm các bạn à, không có lo học lo hành tiếng anh thôi nói tiếng anh học biết xã giao được ok các bạn nhưng mà hầu như cũng không biết luôn. Ha, à, qua Mỹ rồi tính cái con này mình nghe mình cứ lặp đi lặp lại các bạn các bạn nghe. Nhưng qua đâu có tính được. Qua ngày hôm trước hả em sao dục ra tiệm neo các bạn. <laughs> à, có anh em có người quen Thấy ra chứ mày, mày ở nhà làm gì? Ở nhà đâu có đẻ ra tiền đâu mày. Tao đâu có thời gian đâu có tiền đâu nuôi tao bảo lãnh qua thôi chứ. Ok ba ra tiệm neo làm. Bạn thấy là có người á thì à, chuẩn bị trước ở Việt Nam. Học hành làm neo giỏi lắm nhưng mà cái tiếng anh thì nó thật sự cái tiếng nó khó lắm mà chứ cái nghề bạn học chừng vài tháng là được cái gì rồi qua đây rồi cái bắt đầu nhiều trong tiệm á nhiều người biết tiếng anh luôn nhưng mà họ nói tiếng việt không thì cái mấy người kia cũng phải nói tiếng việt các bạn thì mình biết cái tâm lý như thế này nè theo mình á bạn biết người đó là người việt bạn nói tiếng anh thấy nó kỳ kỳ lắm các bạn không các bạn nào ở mỹ các bạn các bạn thấy vậy hay không tha đó bạn nghĩ ờ cái người đó là người hòm Mon, người đó là người lào người đó là người hàn quốc người đó là người nhật bổn người đó là người gì thì á, bạn nói tiếng anh ok mà tự nhiên mà mình biết mình biết nhau á bằng là người việt nam theo, theo mình thấy á là tự nhiên nói tiếng tiếng anh ấy, nó kỳ kỳ sao ha có. cho nên hình như trong tiệm nail là cái tâm lý nó cũng vậy OK các bạn, đây là một bạn gửi cho mình ở không biết tiệm nào ở tiểu bang Georgia. bạn ấy ghi ở tiểu bang Mình để đây các bạn nhìn thấy, cho không thấy cái mình đọc cho các bạn nghe. Dear value nail technicians, không, đi là viết rồi gửi tới các bạn nail technicians những cái bạn làm nail kỹ thuật viên nail là những người neo có giá trị. Please, don't speak Vietnamese when working on a customer. Đừng có nói chuyện tiếng Việt khi mà đang làm việc à, với khách. If you like to talk, please talk in English with customer. Ok. Nếu bạn muốn nói chuyện thì làm ơn bạn nói chuyện bằng tiếng Anh với người khách. We don't want customers to assume we are talking about them. Thank you. Chúng tôi không muốn những người khách của chúng tôi nghĩ rằng bạn đang nói về họ. À, nói về họ thôi chứ cái câu này nó không có nói là nói tệ về họ. Thì bạn đang nói về họ. We don't want customers to assume we are talking about them. Thì... Yeah không biết à, như thế nào thì mà à, không biết bạn này à, có, có đi vô cái tiệm nail hay không sao chụp mà bạn thấy là dán nè đó mấy cái tờ mấy cái gọi là nè, băng keo dán lên tường các bạn đó thấy chưa thì à, bạn thấy đó thí dụ mình đang vũ như vậy à, chị 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 lấy giùm em cái chai nước sơn màu đỏ đó. Chị chị lấy giùm em cái gì? Rồi à, chị chị giúp giùm em này. Rồi đại khái vậy đó à, chị gì mở giùm bồn em em mở dùm cái giò nước vậy đó các bạn. Thì nè bạn đang làm cái tự nhiên bạn qua cái đang nói nói cái cười ha 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 cái Mỹ nó nói ủa mày you are talking about me? Đó, Rồi vậy đó. Are you talking about me? Mày đang nói gì tao phải không? Rồi, quay qua. À, chị chị nó 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 nói gì vậy chị? Cái 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 bên này ờ bà nó nói nó là mấy chị em mình nó nói về bả hả cái no <laughs> no rồi xong nhổ tiếp đó bạn thấy bạn thấy mấy cái cái cách đó đó thấy không thì cái cái người khách đó họ họ cảm thấy khó chịu lắm các bạn họ đã họ đang nghĩ là bạn đang nói xạo bạn đang nói họ và họ hỏi bạn đang nói xạo là bạn nói họ mà bạn không nói là bạn nói nô no. biết no, nô no, no. no với z yes thôi thì à, mà nhiều, nhiều 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 lắm mình thấy nhiều lắm các bạn có một vài tiệm mình thấy á là chủ không có cho nói tiếng việt bạn muốn nói tiếng việt á bạn nói nhỏ nhỏ thôi phải không à, nói quan oang cái tiệm cái tiệm nó nhỏ lắm cái tô tiệm lớn đâu các mà bạn bạn nói lớn lên một cái nó nghe nó u u nè cái đó là cái một cái thấy không rồi á, chửi lộn ha, chửi lộn hoặc là cái uh, đang làm cái bị cái người khách nó nó đi mà lầm bầm mà con con nhỏ này khó ưa nó nó vậy nó kia các bạn ok cái nó 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 có hiểu mình nói gì đâu nhưng mà nó nhìn cái hành động của mình cái cặp mắt của mình nó đang gọi là cặp mắt hình viên đạn <laughs> là nó hiểu mình đang nói gì đâu. rồi xong rồi cái chút nữa nó nó có tiền tiếp đâu các bạn nó nó không có tiền tiếp nó không cho tiền tiếp luôn đây à, mình thấy nó không có được đẹp đó cái, cái bậy là cái bằng chứng này chứ không phải mình dựng chuyện lên rồi mình đi nói mà mình cái này mình đã nói sơ sơ phong phanh rồi chứ không phải không các bạn Thế nên các chị các em các anh các chú các bác làm nói tiếng việt với nhau á, thì thôi ráng đi ha, nếu mà chuyện riêng thì ráng đi còn mà chuyện chung á, thì mình phải dùng cái uh, bắt buộc là mình phải dùng nó với cái chai sơn nó học tiếng anh nó là cái gì màu đỏ màu đen màu vàng number one number two gì đó rồi cái cái cọ cái brush cái 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 vũ, cái cái file cái gì đó thì mình nói được mà thấy không rồi, nói đi để cho ông mỹ nó biết là mình không có nói nó đi nó xấu họ à, đó đó sự thật các bạn à, tập đi rồi mình cũng gọi là trao dồi tiếng anh nữa thấy không còn vô cái hai rồi xong rồi what you want À, đầu đưa cũng cũng ra uh, cái uh, menu ra làm chân làm tay vậy đó number one ok rồi xong kịch kịch, kịch xuống làm xong rồi mỹ á, uh, nó muốn tâm sự các bạn nó muốn nói chuyện nó muốn xả relax uh, mình ba xạo với nó chút xíu uh, thì uh, nó có tiền được tiền tiếp nó nhiều uh, cái phần này á, uh, thì uh, nhiều người biết tiếng Anh lắm chứ không phải không đâu nha Mình không nói là mà tiệm neo, người neo không biết làm tiếng Anh đâu các bạn nhưng mà có vài người thì không biết Thì họ đành phải nói tiếng Việt luôn Vậy đó Thấy không Rồi cái mà bạn thấy gây lộn Chửi lộn Coi khách Coi thợ Không ra gì Người ta khi mình có mà Bạn ăn mặc đẹp đẽ quá đó, Ngành uh, service mà Thấy không Đứng chửi quan quang Rồi nhào vô chụp Bóc Xé áo kéo áo kéo đồ rồi khách hàng không trả tiền bay vô ôm gỉ đúng không các bạn cái đó là nhiều cái phản ảnh lắm và người Mỹ họ ngồi đó cái đầu họ quay phim họ quay phim xong rồi cái họ bỏ lên à, YouTube họ bỏ lên Facebook họ bỏ lên cái cộng đồng của họ trời ơi nó nhục lắm đó à, nếu mà mình nói tiếng Việt thì thôi cố gắng cố gắng bớt trong khi cái, cái bài này là họ cái này họ gắn lên họ nói là đúng tại vô khách hàng nó nó nhiều khách đó, Họ, họ bực lắm họ không hiểu mình nói cái gì các bạn nhiều khách đó mà dễ dãi á, thì họ bỏ qua còn nhiều khách đó mà họ khó tính đó, là họ bực lắm mà hầu như giờ khách nó đi tiệm nào cũng vậy hay sao cho nên thôi kệ nhiều khách thì họ sẽ phàn nàn với lại manager manager là chủ Để chủ nó trời đó giờ biết cách nào đây phải không nhiều cái thợ nó làm nó làm giỏi nó đeo lên đầu chủ nó ngồi luôn các bạn đó, rồi một cái nữa. Từ từ chắc cái nó để nó sao. Việt Nam soi mối tiền lương lẫn nhau về cái, cái đó cái nó một cái tánh xấu chưa từng thấy. Một cái tánh xấu chưa từng thấy. Anh làm nhiều thì anh hưởng nhiều, người ta làm nhiều, người ta hưởng nhiều. Mắc mớ gì mình đi mình rình mò người ta mà nó để trong đầu nó điếm hay lắm các bạn. Bạn thấy là rồi chưa đâu. Mình nói á, À, lúc làm thợ á, thì bị chủ đi rồi xong rồi lúc mà mình lên làm chủ á, thì mình đi lại thợ lúc mà mình mới ra tay nghề á, thì mình á, giống như cái chuyện nói tiếng anh hôm nay nhiều nhiều bạn ở đầu chơi người này nói tiếng anh dở người kia nói tiếng anh dở thì bạn không nhớ đó, những cái lúc đó mà bạn mới qua tới mỹ này bạn u a u ớ đó, thì ai chơi bạn đó bạn bạn nhìn lại đi những cái người đó Đấy không thì những cái người này họ cũng mới qua ch ch chẳng qua là bạn qua trước người ta nói, Ng tại sao người mỹ người ta nói nè nếu có người chê mày mày nói người, người mỹ dạy mà đi học á người mỹ dạy á anh nói tiếng anh giỏi chẳng qua anh qua anh 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 thực tập á lâu hơn tôi thôi thấy không ví dụ anh qua 10 năm tôi mới qua có 10 ngày mà sao anh tôi nói tiếng anh được Hiểu không à, mà anh chê tôi hoặc là anh qua 10 năm tôi mới qua có 10 tháng nếu mà tôi qua bằng anh, anh chưa anh chưa chắc anh giỏi tôi người Mỹ thầy cô giáo Mỹ họ dạy mình nói như vậy đó các bạn mình à, nói được thì chắc lúc đó, đó lúc mà mình mới qua hoặc là mình mới vừa đẻ ra cái mình nói được luôn tiếng tiếng Anh qua đây cũng bập bà bập bởm. rồi mỗi người có một cái à, gọi là cái skill nó nó khác nhau ha à thì mình không có nên chê ai mà có còn cái tánh đó thì việt nam còn quá đây các bạn thì bạn thấy là trong cái tiệm nail thì cái thới là phải phải dùng tiếng anh các bạn tại vì mình tôn trọng cái khách của mình còn mình không tôn trọng khách mình thì họ cũng chẳng tôn trọng mình đâu đó rồi cái chửi lộn đánh lộn tá là đó những cái người mà làm nail mình nghe nè phàn nàn nè đi đi làm chủ ra làm chủ bắt đầu mướn thợ vào thợ thì cũng tay nghề yếu làm chậm dù làm bộ tiếng đồ này kia à, làm nhanh lên làm gì chậm dữ vậy mình không nhớ cái này là có người kể mình <laughs> mình mình không nhớ đó, là lúc lúc mà mình mới ra nghề mình cũng bò rùa rùa bò yên vậy mình cũng chậm vậy mình cũng làm từ từ vậy đó mình cũng nắng nắng vậy đó ha rồi mình quên đi mình quên lúc cái thở ban đầu ấy đi dạng tiếng giống tiếng anh vậy đó các bạn người ta làm chậm có thể là người ta lớn tuổi hoặc có thể là người ta mới ra nghề mình không thông cảm mà lúc chắc là mình làm được liền á đó bạn thấy dạo gần đây nhiều người lớn tuổi họ cũng nghĩ việc việc là lý, lý do như vậy họ họ nghĩ việc á họ họ suy nghĩ kỹ lắm các bạn tại vì cái cái tiền nó cũng cao mà đi làm hãng thì nó không có đủ mà họ xài quen cái đồng tiền cao rồi các bạn cho nên họ suy nghĩ kỹ mà họ phải đành nghĩ tại vì cái này này thì không biết, biết có đúng không họ nói chờ giờ đó, cái, những cái người đi qua sau này những em trẻ nó nó đi ăn hiếp những cái người lớn tuổi cái này thì nói là qua đủ cả nấm nhưng mà khi mà nó qua đây nó cũng chẳng có biết cái gì rồi sau đó nó tay nghề nó cao bắt đầu nó còn trẻ mà cái người cái người mà năm mươi mấy sáu mấy á, họ cũng từng qua Mỹ còn trẻ và họ tay nghề họ vẫn cao nhưng mà bắt đầu bắt đầu nó nó khi dễ thấy không bắt đầu nó 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 cười nói, trời ơi sơn gì mà xấu quá trời ơi sơn gì mà nhè quá trời dày 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 đó nghe nói giờ tụi này nó hổ quá có bạn đi qua sau này mà, mà bị những người đó họ cho là các bạn qua sau này các bạn qua sau này các bạn chứng minh cho có là hỏi nó bao lâu những người qua sau này đâu có khoảng mười mấy năm đủ lại trời ơi nghe vậy đó các bạn thì nó có có cái thành phần đó thì à, mình sửa đổi bót <laughs> sửa đổi bớt đi không thôi, thôi người mỹ họ họ rất là gần, nhìn vô cái con mắt nửa con mắt à bạn thấy á, lúc mà cái bờ mờ họ dán những cái à, à, cái tấm bảng mà nặc danh á. tụi bay á, là À, con người uh, ăn thịt khỉ, tụi quay uh, là dẫm dẫm trên luật pháp, thảy vô mấy tiệm neo mấy cái nhà hàng Việt Nam đó, tụi quay uh, là người dày dày dày, nó các bạn đi ra ở ngoài nó nó khó chịu lắm mà mình nó uh, gọi là nghề phục vụ nữa, thì đó là một bạn gửi cho mình cái uh, cái hình ảnh đó, uh, thì uh, mình đem lên đây mình nói chuyện cho các bạn để các bạn biết thêm về cái tình hình thông tin những cái người uh, sống ở Mỹ này làm neo à, bị người khác để cả không biết cái này ai để các bạn chủ để hay là à, ai không biết nha là cái à, một bạn nói là ở tiểu bang Georgia đó là những gì muốn à, chia sẻ các bạn bây giờ mình xin tạm dừng video ở đây xin chúc cô chú em lúc nào khỏe mạnh gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và dạ, hẹn gặp lại sau xin chào tạm biệt và dạ, bye bye